Chị Nguyễn Thị Thu Thủy. Vâng, chị Thủy, cảm xúc của chị bây giờ thế nào ạ? Ôi trời, chị hồi hộp quá. Nhưng mà cũng muốn để giải tỏa cái tâm lý hồi hộp đấy, chị xin đọc tặng Xuân Bắc 4 câu thơ được không ạ? Ôi giời, hay quá. Xin mời Xuân Bắc cùng quý vị khán giả lắng nghe ạ. Hôm nay tôi đến nhà đài gặp anh Xuân Bắc, đa tài đẹp trai, một diễn viên, một danh hài. Mỗi khi anh nói, ai ai cũng cười. Hay quá rồi. Ôi, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Cho tôi một kiểu cận để tôi nói rằng những câu thơ vừa rồi của chị Thu Thủy là những phản ánh rất thực tế về tôi. Tôi xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Thu Thủy rất nhiều. Chị sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng ạ. Vâng, 90 giây dành cho chị Thu Thủy bắt đầu, xin mời. Hoàn thiện cụm từ sau. Bỏ qua. Giờ chính thức. Phức tạp. Chưa chính xác. Phát đạt. Phát đạt, đáp án chính xác. Kiệt quệ, đúng rồi ạ. Nhiều người nhân dịp Tết nhất là rất hay làm việc này. Bỏ qua. Nó là nâng giá. Công anh chăn. Chăn chấm nhấm đã lâu, bây giờ đã thành châu anh cày. Chân nghé đã lâu, bây nghé giờ chính xác bây rồi, giờ thành châu vâng, mà vâng. Còn đây nè, săn lùng, hoàn toàn đúng, rất nhanh. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Dù là loài động vật sống trên cạn cao nhất thế giới nhưng hươu con của mẹ vẫn đứng một, trong một, khi sinh. Một. Đáp án chính xác, mời chị tiếp tục. Làm trai, ăn cơm với lại, vợ. Lại này... nài vét. Vét son. Chưa chính xác. Vét niêu. Niêu, chính xác rồi. Tôi thường ạ. Liên quan đến các trường đấy. Khái niệm công lập và Tư thục, chính xác. Còn đây một cái cảm xúc để dẫn đến hành động rất bất ngờ. Nhảy. Bỏ qua. Nảy sinh. Tiếp theo chị. Trồng. Nó cuốn lại. Luộc. Bắp cải. Bắp cải, chính xác. Hết giờ.